Chào tất cả anh em nha. Trong video này thì chúng ta lại tiếp tục với một game đấu trường chân lý mobile. Thì game này mình đang tính là chơi thiện xạ một game 6 thiện xạ. Là một game 6 thiện xạ cho anh em xem. Ok, vào game rồi. Đĩ nó chạy nhầm một con mau cai. Úi giời, vô cực kiếm rồi. Ui, nó ra đúng thiện xạ này. Ông chơi này bảo khinh nó này. Sang xem, chắc xem lại cái xưởng xem có mất mát gì không. Quan tâm đéo này. Katarina u hồn luôn. Tốn qua trực đây rồi về. Ui, hai con cá Lista. Hai con Kalista bán ngay. Xong đấu khai sáng. Tưởng thua.
tận thua nữa thì đẹp. Đi. Ui sáng kìa. Lấy sáng vậy đéo biết ghép cái gì cơ. Chơi thiện xạ sẽ biết ghép gì, ghép u hồn. Chơi thiện xạ ghép được mỗi u hồn. À nó chưa cay thì chưa kiếm tí lợi tức. Kiếm tí lợi tức thần tài xem nào. One, two, three, four. One, two, three, four. Pháp quên mở trường kêu trường ui ui cho sáng làm cái gì ai lấy sáng đâu cho sáng làm gì. Sẽ ngay thì chắc chỉ ghép u hồn và ghép tiên phong thôi.
Nếu qua này cô, qua này cô phụ hảo qua đây với cái gì? Nè, xin cái tốt. Nói hết rồi. Thế nào? Không còn làm cá. Phi luôn rồi. Đi còn dưa không có cà chua nấu cái gì cũng thiếu đồ anh không ui đây là nào vào này chết rồi thiếu này muốn ăn mang để thì đéo giờ vẫn thương ngon bình thường không có một cái vết luôn. Ui đi ven kìa. Đi ven này giờ hiện được. Xin cho nó giờ hiện đi. Hay quá. Cái này đủ 6 thiện xạ rồi này. Gớm đấy kìa. Ui rồi ôi ta lông khai sáng đi không có tuổi.
Úi giời, con đi về. Nhì Phải xin cô ra những hành nhỉ. Cô đo Chầu thế. Chầu thế mày. Toang rồi. Chỗ này đéo ổn rồi. Đi.
Này lấy hết đồ xịn nào. Đủ 4 ô hồn này. Bốn rưỡi. Ông ăn lúc nào ông nấu còn hỏi gì. Hỏi chấm con Jumi. Ôi. Đúng hỏi chấm đấy. Biết ghép cái gì bây giờ. Ui tà lông kìa. Cay nhờ. Giờ up level thôi. Hãy bơm đồ cho ven nhỉ. Ui. Chết cha rồi, ghép nhầm rồi. Ghép nhầm bố đồ rồi. Con sủi cáo không dán ít. Chắc con cơm cứ gạ ăn linh tinh. Thôi, dán ít thì cá thôi. Nhập 3 nhầm đồ cho các Sophia rồi. Nhớ
mưa bong bóng như khi tàn trường em sát vai anh. Hai mái đầu xanh thì thầm ước. Lúc đấy mình định ghép cái tiền phong mà ghép xứ nhầm, cay thật. Xin đi vẫn một. Ok, 6 thiện xạ. Đấy ghép được tiên phong có phải thành 4 tiên phong nữa rồi không? Ghép 9 được 4 tiên phong rồi. Kéo này thì kéo này. Ôi. Mất mạng à? Chắc trêu rồi. Bài đăng ping mất mạng rồi. Bực thế. Cay thế nè. Đáng ghen đang lành. Nhập đâu cho đốt. Ơ kìa. Khó chịu chưa? Chơi bản Mỹ thỉnh thoảng nó bị disconnect chán quá. Đéo biết gặp cái gì. Nãy mất mạng.
Bực thế nhỉ? Lại giáp máu nữa này. Cho ăn đô là ấm không? Đéo già còn gì nick nào nữa mới bực. Bài này không thể thua nữa rồi. Chưa chưa. Bài này là bài không thể thua nữa rồi. Đáp 9 cho Yumi là ok. Hết bài. Đi. Ui, bỏ mất con Zinix rồi. Nhớ nhớ mưa bong bóng, nhớ dáng em buồn, nhớ mẹ em thương. Đi. Ui, giờ top 1 easy quá nhỉ. Phải thiện xạ quá mạnh luôn. Thiện xạ quá mạnh. Chớp chúng nó một cái xẻng luôn. Ok, bye anh em nhé. Hẹn anh em cho các video sau.